Rồi hôm nay hai chồng đi hôm qua nhiều quýt nữa này cô chú anh chị. Dạ tất cả anh chị. Đẹp quá ha. Đi theo đi mồng vợ chồng đi mồng thánh mình nha cả nhà. Chua mà còn ăn ngon lắm mà anh. Trời ơi, thấy quá ha. Anh quýt này ngon quá anh. Ha. Anh thử trái đi. Hai trái ăn. Được không? Trái cho anh đấy nè, chứ trong này trái đâu ngoài quá. Nào trong đi. Vườn thì đi người ta không có cho hái trái. Chừng nào người ta có cho mình ăn người ta để sẵn ở trong á. Nhưng mà mình hái này cũng đặc biệt. Mời anh chị ăn quýt với vợ chồng Kim Hồng Khánh Bình nha. Chị ăn thế ngọt không chị Hồng? Ăn đi em. Chị quay cái mặt qua. Ăn coi nó biểu cảm như thế nào, chua ngọt. Đang có bầu mà. Đang có bầu à. Mời cả nhà ăn nước với vợ chồng Kim Hồng Khánh Bình nha cả nhà. Thèm chả nước miếng luôn. Đang có bầu ăn vô cái là lắm lên hả? Ngọt ngọt chua chua. Chua. Ngon. Xương sốc không mà trời. Ngon. Ngon đến nổ nhảy luôn, ngon quá ngon. Ngon. Ngon lắm ha em. Chúng luôn mà đang có bầu. Chúng quá trời chúng. Bầu món con gì vậy? Thỏ. Con thỏ mà. Con thỏ ăn con thỏ. Đầu thỏ, bụng cá lẹp, dưới cá chè. Chua lắm hả? Cái chua không ngon. Con thỏ thì ăn con thỏ rồi. Con này con thỏ này ăn quýt. Ngon quá. Mấy cây quýt nào nhiều chứ hiểu người ta coi. Đây. Cây quýt ngon lắm nè nha mọi người. Ở nhà. Ôi ôi, quýt chùm chùm thấy ham nha. Quá ngon ở nhà ơi. Trái thấy ham luôn ở nhà ơi. Quá trời ngon ở nhà ơi. Sao anh mình đi qua thấy quýt là Dung thấy sao anh mình? Ngọt ngon mà nó chua chua, cái gì nó thanh thanh, ăn rất là ngon. Mà cả nhà ăn quýt với vợ chồng Kim Hồng. Có dịp mà anh chị cái nào mình mà đi qua tham quan qua vườn quýt này nha. Qua vườn quýt này rất nha. Là ngon mà. Cái phong cảnh không nó thoáng mát lắm, vừa lắm. Ngon quá. Mà đặt chân vô tới đây là anh thấy thoải mái ha. Thoải mái. Ngọt quá mà rung mình nữa. Có chân có chân gớt ra. Đây là cả nhà, đây là anh Khánh Bình cùng với Kim Hồng. Kim Hồng nha. Chị Kim Hồng hôm nay rất là mi nhon nha, có một cây cài đó là hình con thỏ. Thỏ này ăn củ cài. Thỏ này ăn củ cài mà ngược lại. Một hoa em tài mai. Bỏ chữ cài phải, bỏ chữ cài. Đưa em qua vàng hồn nhảy gì nha. Dính rồi. Dính gì? Cho em nhảy. Cho nhảy nghe. Lắm luôn. Rồi, dính cả đời luôn á. Khó thoát rồi. Không thoát khỏi em anh Bình rồi. Thôi gấp à. Không thể nào thoát khỏi năm vuốt của anh Bình. Rồi tiếp nhảy. Bước xích vô trong. Rồi quay qua. Rồi nhảy quay qua. Đó, quay qua. Trời không thôi rồi. Rồi. Vô. Một anh và anh ngày mai không. Anh đưa em qua vạn đường dài. Nhà thành đồ anh mai áo tôi. Ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu người. Hết hồn ha. Ta yêu mình. Xong rồi. Ăn miếng chua chua vô xương. Xuân anh đừng qua dùng ở quan. Xuân anh đừng. Nói như nơi chim xanh ngoan ai. Nhiệt tình nhau, không giàu đam mê. Bớt. Anh xin em nhớ. Lỡ không? Mỗi đôi phép tim. Ta thương nhau như trời tình quê. Tới anh đi anh Bình. Đến anh đi. Anh là sung hơn á. Xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người hãy cùng anh yêu xuân. Mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe em yêu. Nhớ em nhớ luôn. Mang hạnh phúc cho đời. Xin người đừng quên anh nhé. Hùng cảm ơn rất cái kiến luôn hà. Hùng muốn rất gần quá. Ôi vậy nha, chồng em nhớ nha, giả không nha. Anh
Bỏ em tính tiền nha, em đi trồng rau nên ai cũng chọc qua em. Rồi, khỏi lo. Em buồn quá à. Vậy ha. Ừ. Đi chừng nữa anh. Trồng rau giả nè. Rau của em là em ăn rau không có được. Nhiều dạ. Nhiều người trên mấy chị em trên cộng đồng mạng, chị gái ăn nhiều chứ có sức khỏe. Nhưng mà răng chị hướng chân không nhai được. Xây sinh tố uống vô. Nói chung là chị mấp mấp thôi mà chứ gì. Ồ mấp mấp mà. Trời ơi nghề đó nha, nó mà nổi bảo mổ, bả chiên chiên môn đó đó. Chiên môn đó. Ừ. Nước này ngon nhất. Trời ơi. Hồi nữa thì mới đi vào đầu tiên. Ở đây nó nè mấy cái này nó đều chưa. Thì nó còn hơi chua. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái mấy cái quýt này là cũng như là để người ta để dài tới Tết luôn đó phải không? Và vẫn được luôn. Vẫn được, đặc biệt được cái đó đó ha. Nhưng mà mấy cái dạo phải hái chứ. Nó chín rồi. Không, cái này là sang kẻ. Hái sang kẻ chị. Ờ hái xong. Cái nào chín. Hái sang kẻ. Thí dụ chín mà mình không hái được không? Cũng được vậy mà nó si cây. Dạ. Yeah. Nhưng mà này, nó sang kẻ. Hái cho bản trái đi. Hái ăn rồi. Tươi xanh ha. Quá trời luôn. Xin chào em. Được có hai nhân vật chính mà điểm tham quan nhà vườn Văn Tánh á, là mời đó là chị Kim Hồng cùng với anh Khánh Bình. Thì mời quý cô chú anh chị theo chân của tất cả anh em để chúc mừng là anh Khánh Bình với chị. Quá đẹp luôn mình ơi. Kim đẹp lắm ha. Lên đẹp lắm. Thích mi luôn. Dính cái răng rồi. Thôi làm chưa được. Chết mẹ nuốt vô luôn rồi. Chưa đẹp. Cái nữa đi. Chưa đẹp. Ui da. Ui da. Ôi ôi. Chưa chua ngọt ngọt hả? Chưa chua ngọt ngọt. Chưa có nhắn màu son. Chưa nắng màu son hả? Chưa có nhắn kem luôn. Không sao. Chưa chua ngọt ngọt. Em ơi nếu mong không thành. Thì sao? Go. Go. Ngày mình yêu nhau, hai đứa mơ nhậu cao. Em đâu có ngờ, lòng hai đứa xa nhau. Kệ đi. Mình ca chơi vui đâu có cần gì nhiều. Khúc nào cũng mấy. Đúng là yêu suốt đời, trong ơn mẹ năm dài. Là nhậu mừng ăn năm nhớ yêu rồi làm sao quên được hắn mình á. Thiệt ha em, dữ ha. Nổi ốc chân ông nội rồi. Nổi á. Máu cục hả? Hồi nãy chị đi với anh này chị nói tự nhiên chị thèm ốc ốc gì? Ốc hả? Ốc gạo. Ốc gạo ăn với mà nước mắm xả. Ừ, như thèm ghê luôn. Chút kia ông phóng mưa nè mọi. Hồi anh Phong xuống anh mời bắt em nghe. Xuống đây có ốc đầu mò, ốc gạo không có. Có ốc bụi vàng. Ăn. Đó, tặng cho quýt. À, cảm ơn em nha. Dữ, chú quýt thúi. Không phải thúi mà nó bị em. Gì anh nói gì anh? Đúc cái vợ coi. Lột đúc cái vợ coi. Cái vỏ quýt đó là kia bằng chằn bì đó anh Khánh Bình. Là chằn bì làm được đó. Nó dày đó anh. Là kia chằn bì đó. Nè. Anh nói sao nghe em nghe mới được. Đừng lật mặt kia. Này là anh tặng em. Đúng rồi. Anh nhúc miệng anh tặng anh em. Anh với anh ăn miếng thì vợ yêu của anh. Bỏ cái... Nói là em à, bữa nay mình đi vừa quýt nè. Quýt này ngon mà đẹp mà ngon nữa. Ngọt nữa. Thôi má ơi, ăn giùm con cái đi. Anh hái chứ quýt, anh nhúc nha, em ăn thử là ngọt không? Tự nhiên cái nhúc nha hổng mình nè. Tao chưa nói anh gì hết. Anh sáng này á. Biết đâu là mình... À! Đeo hả? Vừa mở ra nghe chỗ nè lộ rồi đó nghe lộ. Tôi hỏi tặng nổi vậy đó tôi rung rồi nè lộ rồi đó bây giờ ngầu xuống đi con tới chứ chị ngon em ngon lắm hả trời ơi tội nghiệp ghê ngon miệng mắm xộm chua không chị không
chua hay ngọt? Ngọt ngọt chua chua. Ngọt chua chua dễ ăn lắm em. Đâu có dù chua cũng thành ngọt. Tại vì anh Khánh Bình lột cho ăn mà. Ngọt nhất ăn là thấy ngọt ha. Quýt hồng là ăn số 1 luôn. Ngon không quýt đường. Đúng rồi, nó không có chua hay gì á. Anh ơi anh miếng ăn. Chua bà nội con ăn cũng không được nữa nè, nó không bị chua mình ăn vô mới được. Còn quýt đường thì nó chua ngọt mà ngọt đắng. Là ở đây chỉ một loại quýt hồng thôi. Nó có sen quýt đường vô nữa. Quýt đường cái tròn ở dưới cái mé. Không có quýt đường nó nhỏ, còn này là quýt hồng là chắc nó bự. Chắc nó nhỏ. Nhưng mà giá tiền sao? À, này nó cao giá hơn nhiều. Quýt hồng mắc hơn. Dạ ha. Quýt đường là 4 mùa. Rồi anh nói luôn đi, điểm tham quan là giá vé vô bao nhiêu thông báo cho bà con trên cả nước biết luôn đi anh. Giá vé là 50.000 một vé cho người lớn. Người lớn nha. Em thì dưới 1 mét là không tính tiền hay gì á. Chị không tính nhiều. Thời gian là đi thoải mái. Không tính thời gian ha. Không có tính thời gian. Như kim hồng là không có đủ ký. Ăn ở ngoài. Ăn ngoài phải không? Để ngoài bàn. Như cái nào mà ăn miễn phí. Tại vì cái nào mà có 20 ký vô à. Ăn rồi. Cái nào mà ăn miễn phí. Rồi nói địa điểm luôn. Địa điểm là vườn quýt hồng Văn Tánh ở Lai Vung, xã Vĩnh Thới, ấp Thới Mỹ 1 cái gì á. Thì nữa để số điện thoại của nhà vườn với phần comment đi. Cho ai đi tham quan thì người ta sẽ... Anh chị nhớ có đi tham quan là vô vườn quýt hồng Văn Tánh ủng hộ nha. Thoáng mát. Trời ơi thơ mộng lắm đẹp. Tình vô đây là chết. Tình nhân vô đây là kể như là chết giấc luôn đó. Chết không có tỉnh. Em thấy là mát dữ lắm á. Đổ mát lắm. Rồi chào khán giả đi. Rồi. Chồng Khánh Bình chào tất cả anh chị khán giả trong cộng đồng mạng, trong và ngoài nước nha. Rồi.